Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Về ba loại đường phèn. 1. Đường phèn kết tinh tự nhiên. Đây là loại đường đặc biệt nhất vì người ta không cố ý làm ra nó. Sau khi nấu nước mía tươi cô lại thành mật mía, người dân cất trữ mật trong các chum, vại, phi để bán dần. Trung bình 100 phi mật thì có 5-10 phi sẽ kết tinh đường phèn, bám quanh lòng phi, kích thước to và dạng tinh thể giống phèn chua, ảnh 1, nên mới đặt tên là đường phèn. Đường phèn này, ảnh 2, là loại trong đông y sử dụng, cũng là loại có hương vị mật mía đậm và đặc trưng nhất. Xét về mặt năng lượng, do được kết tinh từ từ trong vòng 7-12 tháng mới hình thành nên Tèo suy luận rằng ở góc độ thực dưỡng thì năng lượng của nó mang tính dương, thẩm thấu và giải phóng rất chậm nên sẽ phù hợp với những người tiểu đường, huyết áp, tim mạch, béo phì, như đông y đã đề cập. Có một loại đường phèn baby nữa chỉ nhỏ như hạt cát, do được thu khi chưa kịp kết tinh hạt to. 2. Đường phèn nấu từ nước mía, ảnh 3. Đây là loại đường được nấu nhiều tại các làng nghề ở Quảng Ngãi. Nước mía được nấu lên và sử dụng trứng gà, vôi để lọc tạp chất. Sau đó đổ nước mía vào các thùng chứa mà nắp thùng được buộc các sợi chỉ thẳng xuống đáy thùng để đường bám vào đó mà kết tinh thành cục sau khoảng 7-10 ngày. Đường này ăn không bị ngọt sắc như đường tinh luyện, mà mát và thơm mùi nước mía tươi. Còn được chia làm hai loại, tẩy trắng, lớn hơn màu trắng, dùng hóa chất nên không tốt, không tẩy trắng, lớn hơn màu vàng. 3. Đường phèn nấu lại từ đường trắng tinh luyện, ảnh 4. Về cách thức cũng giống loại số 2 nhưng nguyên liệu đầu vào không phải là nước mía mà là đường trắng tinh luyện. Tức là nấu từ hạt đường nhỏ thành cục đường to, hoặc được sản xuất như đường trắng tinh luyện và chỉ khác ở kích thước. Đây là loại phổ biến ở siêu thị và được các hãng sản xuất đại trà dễ dàng. Bây giờ gần như loại đường nào to thì đều gọi là đường phèn. Nhưng đường phèn cổ truyền và được nhắc đến trong đông y là loại kết tinh tự nhiên. Còn loại số 3 hay đường phèn công nghiệp thì cũng chỉ là một dạng đường trắng tinh luyện. Nhiều người không biết nên vẫn mua về làm thuốc, ngâm quất trên chanh, trương yến. Vừa không có tác dụng về năng lượng trên khí vừa có cái hại của đường trắng. Ha ha ha,